Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành cuộc họp. Kết quả giám sát của đoàn giám sát Quốc hội về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhận định, công tác huy động nguồn lực phòng chống dịch được thực hiện chủ động, góp phần kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong bối cảnh khó khăn, cấp bách của đại dịch. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong giai đoạn vừa qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, báo cáo giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong vấn đề này. Việc thực hiện chính sách pháp luật y tế cơ sở, y tế dự phòng như hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, chưa điều chỉnh được các quan hệ, tình huống phát sinh, tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng chống dịch. Có nhiều khó khăn trong phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh, dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán. Cho ý kiến về kết quả giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đoàn giám sát làm rõ về nội hàm, về khoảng trống pháp lý trong hệ thống pháp luật, tránh trường hợp đổ lỗi cho hệ thống pháp luật khi làm sai. Theo Phó Chủ tịch, vấn đề tồn tại, vướng mắc chủ yếu nằm ở các văn bản dưới luật và do cách thức quản lý của các cơ quan thực thi.